Chào mừng quý vị và các bạn đến với bản tin quân sự quốc phòng chiều ngày 3 tháng 9 năm 2021. Ngày hôm nay, chúng tôi sẽ có những tin chính sau đây. Quan hệ Việt-Mỹ đang ở một tầm cao mới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay. Nga-Việt Nam, hợp tác quân sự, kỹ thuật song phương. Việt Nam giới thiệu 200 thiết bị quân sự tự sản xuất ở Army Games 2021. Hàn Quốc phát triển tên lửa có sức công phá như vũ khí hạt nhân chiến thuật. Sau đây là thông tin chi tiết của quý vị. Quan hệ Việt-Mỹ đang ở một tầm cao mới, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho hay. Ông Antony Blinken, Ngoại trưởng Hoa Kỳ, đã gửi lời chúc mừng Việt Nam nhân kỷ niệm 76 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Động thái này cho thấy ngày càng có sự quan tâm chú ý của chính quyền Tổng thống Joe Biden đối với Hà Nội. Trong thông điệp phát đi, nước Mỹ cho thấy Washington coi trọng quan hệ với Hà Nội, Việt Nam ngày càng quan trọng hơn với Hoa Kỳ, đặc biệt là khi chính quyền Tổng thống Joe Biden được cho là đang xoay trục sang khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương sau những thất bại ở chiến trường Afghanistan. Đại diện chính quyền Washington cho rằng đại dịch COVID-19 đã gây ra thiệt hại nặng nề trên khắp thế giới, trong đó có hai quốc gia, Việt Nam và Mỹ. Tuy nhiên, chính trong giai đoạn khó khăn này, người ta mới thấy sự giúp đỡ quý báu của hai bên dành cho nhau. Chúng tôi đã hỗ trợ lẫn nhau vào chính những thời điểm khó khăn nhất, thông qua đẩy mạnh các hoạt động hợp tác y tế, trao đổi vật tư, thiết bị bảo hộ, và gần đây nhất là Mỹ đã tài trợ vaccine cho Việt Nam, Ngoại trưởng Hoa Kỳ nói. Tính đến đầu tháng 8 vừa qua, Việt Nam đứng thứ 7 trong số 10 quốc gia đứng đầu về số lượng nhận hỗ trợ vaccine từ Mỹ với tổng số liều đã nhận. Đồng thời, theo thông tin quốc tế, sáng ngày 25 tháng 8, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tại cuộc gặp với Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tuyên bố Hoa Kỳ sẽ viện trợ cho Việt Nam thêm 1 triệu liều vaccine Pfizer Biotech, nâng tổng số vaccine Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam lên 6 triệu liều, cùng với 5 triệu liều Moderna. Ngoài số vaccine mới, Mỹ cung cấp 23 triệu USD nằm trong kế hoạch giải cứu nước Mỹ qua Trung tâm Ngăn ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ CDC cùng với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ nhằm hỗ trợ Việt Nam mở rộng việc phân phối và tiếp cận vaccine, chiến thắng COVID-19 và chuẩn bị trước cho những mối đe dọa của các dịch bệnh trong tương lai. Đặc biệt, Ngoại trưởng Antony Blinken nhấn mạnh đến việc quan hệ Việt-Mỹ đã biến đổi sâu sắc, từ cựu thù thành đối tác và tất nhiên triển vọng quan hệ Hà Nội-Washington sẽ còn tiến xa hơn nữa. Mối quan hệ Việt-Mỹ tiến lên tầm cao mới vào năm 2021 nhờ những nỗ lực chung của hai bên để vượt qua quá khứ và hướng tới một tương lai tươi sáng hơn cho nhân loại hai nước. Người đứng đầu Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ khẳng định. Đặc biệt, không thể thiếu, Ngoại trưởng Mỹ cũng điểm lại những chuyến thăm mang tầm chiến lược của lãnh đạo chính quyền Tổng thống Joe Biden đến Việt Nam nhằm củng cố hơn nữa quan hệ giữa Hà Nội và Washington. Các chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin tới Việt Nam đã củng cố sức mạnh của quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ, ông Blinken tuyên bố. Nga-Việt Nam, hợp tác quân sự, kỹ thuật song phương. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Vomin đã thảo luận về triển vọng quan hệ Nga-Việt với Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Phùng Sĩ Tấn. Các bên đã thảo luận về thực trạng và triển vọng của quan hệ Nga-Việt, tập trung vào các vấn đề cấp thiết của hợp tác quân sự và quân sự kỹ thuật song phương. Ngày 2 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Đại tướng Alexander Vomin đã tiếp Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam Trung tướng Phùng Sĩ Tấn. Các bên đã thảo luận về thực trạng và triển vọng quan hệ Nga-Việt, nhấn mạnh vào các vấn đề thời sự của hợp tác quân sự và quân sự kỹ thuật song phương, thông cáo viết. Theo lời người đại diện, buổi gặp mặt diễn ra trong không khí ấm cúng và thân tình. Trước đó, nhân dịp ngày độc lập của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Liên bang Nga, Đặng Minh Khôi đã ghi lại đoạn video nhắn gửi đến bạn bè và đồng nghiệp Nga. Việt Nam và Liên bang Nga ngày nay có quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, được kiểm nghiệm qua thời gian và thử thách. Tôi sẽ hỗ trợ hết sức để phát triển thành công mối quan hệ hợp tác song phương giữa Việt Nam và Liên bang Nga trên mọi lĩnh vực, ông Đặng Minh Khôi nói. Việt Nam giới thiệu 200 thiết bị quân sự tự sản xuất ở Army Games 2021. 200 sản phẩm tiêu biểu của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đã được giới thiệu tại không gian văn hóa và triển lãm vũ khí, trang bị ở Army Games 2021. Các loại vũ khí cho các quân, binh chủng tiêu biểu như các loại súng bộ binh, súng chống tăng, súng cối, các loại đạn bộ binh, đạn chống tăng, đạn cối và đạn pháo, các loại khí tài quang, quan sát ngày đêm đều được trưng bày tại triển lãm. Sản phẩm công nghệ cao do Tổng Công ty Công nghiệp Công nghệ Cao Viettel nghiên cứu, triển khai thu hút sự chú ý của khách tham quan.
7 ngành sản phẩm của Viettel là radar, tác chiến điện tử, quang điện tử, máy bay không người lái, thông tin quân sự, hệ thống tự động hóa chỉ huy điều khiển, hệ thống mô hình mô phỏng. Sản phẩm radar tiêu biểu của Viettel giới thiệu trong triển lãm này là đài radar 3D cảnh giới tầm trung băng S với cự ly phát hiện là 360 km, có khả năng cơ động cao, chống tác chiến điện tử và bảo vệ chống lại tên lửa dò bức xạ. Các thiết bị quang điện tử phục vụ hoạt động trinh sát, giám sát và chỉ thị mục tiêu, điều khiển hỏa lực, sử dụng công nghệ ảnh nhiệt trang bị cho cá nhân trên các phương tiện và đài trạm quan sát. Tổ hợp máy bay trinh sát hạng nhẹ tầm gần mang tên UAV Sikra được trưng bày ở triển lãm. Bên trái là bộ khí tài phòng da cách ly PD-1. Đây là một loại vũ khí tài bảo vệ dùng cho người lính tại những nơi ô nhiễm vũ khí hóa học, sinh học và nguyên tử. Bộ quần áo NVC PD-1 gồm 4 phần, áo kết hợp với mặt nạ phòng độc, quần liền ủng, găng tay và ba lô. Hai bộ giữa là trang thiết bị tích hợp nhỏ gọn, thời gian hoạt động dài, khả năng thu thập thông tin nhiều nguồn cho bộ đội. Các trang thiết bị bao gồm camera gắn mũ ghi hình hành trình, phân tích môi trường kính nhìn đêm và hỗ trợ thực tế tăng cường, kính ngắm ảnh nhiệt và thiết bị trinh sát ảnh nhiệt, thiết bị định vị đeo tay, máy thông minh người lính cầm tay. Bộ ngoài cùng bên phải là quần áo chống trinh sát ảnh nhiệt dành cho lực lượng đặc nhiệm. Hàn Quốc phát triển tên lửa có sức công phá như vũ khí hạt nhân chiến thuật. Hàn Quốc đang phát triển một loại tên lửa đạn đạo mới có thể mang đầu đạn lên tới 3 tấn, có sức công phá như vũ khí hạt nhân chiến thuật, theo nguồn tin quốc tế. Tên lửa đất đối đất nói trên có tầm bắn 350 đến 400 km, đang trong giai đoạn phát triển cuối cùng và thời gian triển khai sẽ được quyết định sau nhiều cuộc phóng thử, theo các nguồn tin. Trước đó cùng ngày, khi công bố kế hoạch quốc phòng cho giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2026, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cam kết phát triển những tên lửa mới với sức hủy diệt được nâng lên đáng kể và triển khai những tên lửa đánh chặn mới nhằm ngăn chặn các mối đe dọa từ pháo tầm xa. Để thực hiện kế hoạch này, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cần khoảng ngân sách 315.200 tỷ won, là 273 tỷ USD, trong đó chi 106.700 tỷ won cho việc cải thiện khả năng phòng vệ và 208.500 tỷ won cho quản lý lực lượng. Cam kết của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho thấy tên lửa đạn đạo mới có thể được đưa vào sử dụng trước năm 2026. Tên lửa này được thiết kế để phá hủy các cơ sở tên lửa và căn cứ ngầm bằng cách xâm nhập các đường hầm để vô hiệu hóa những tên lửa đạn đạo liên lục địa, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân trước khi chúng được phóng. Tên lửa mới cũng có thể nhắm tới mọi khu vực ở Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nếu được phóng xung quanh biên giới liên triều, theo các nguồn tin.